Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người những cái dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán có cái diện tích trên sử dụng đất là 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng thôi. Tất cả các dự án của bên em đều đã có đầy đủ hết về sổ đỏ chính chủ cũng như là giấy tờ pháp lý, giấy phép xây dựng. Tất cả các dự án đều có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em đang đứng trước một dự án mới của bên em. Vị trí của cái dự án này nằm ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cái diện tích của từng căn ở đây, hiện tại ở đây thì bọn em có 3 căn đang xây dựng là được lên tầng 1 rồi mọi người ạ. Thì là cái diện tích của những căn nhà này là từ 37m² trở lên và xây dựng là 4 tầng. Và thiết kế trong cái ngôi nhà này là thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Đầy đủ tất cả mọi công năng cho mọi người sử dụng. Khi mà nhà đã vào hoàn thiện rồi thì sẽ đầy đủ hết. Giống như những cái video trước mọi người xem nhá, là đầy đủ hết về nội thất, giống như là thiết bị vệ sinh, tủ bếp, trần thạch cao, hồ sơ, công tơ điện nước, rất là đầy đủ chi tiết luôn. Thì là hiện tại là em đang quay phần thô để cho mọi người xem vị trí căn này là mới quay được, mới làm lên tầng 1 thôi, còn chưa đổ mái tầng 1. Mọi người khi mà mua được cái vị trí căn nhà này thì có rất nhiều cái ưu điểm. Ví dụ như là mọi người có thể chỉ phải chi trả theo từng tiến độ của cái căn nhà này thôi mà vẫn có thể vay ngân hàng tại cái thời điểm mà xây thô này. Vị trí của những căn nhà này là có giá chào bán chỉ từ 1.750.000.000 thôi. Cái ngõ trước nhà là 3.5m. Rất là đầy đủ cái tiện ích xung quanh, ví dụ như là chợ, trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 3, trường đại học, chỉ trong phạm vi bán kính từ 200m cho đến 1km thôi, nên là rất là tiện lợi luôn ạ. Đây mọi người có thể quan sát luôn. Ở đây là vị trí của bên em là có 3 căn mọi người nhé, có 3 căn ạ. Ở ngoài này là có một căn và phía bên trong này là có gồm 2 căn nữa. Đều đang là giai đoạn chuẩn bị đổ mái tầng 1 rồi ạ. Mọi người mua tại thời điểm này thì có thể đến giám sát trực tiếp công trình hàng ngày như là một căn nhà mình tự xây dựng vậy. Cho nên là rất là tuyệt vời nếu như mà mọi người mua tại thời điểm này. Diện tích của căn nhà là 37m, xây dựng là 4 tầng và có giá chào bán chỉ từ 1.750.000.000 thôi. Thông tin của căn nhà này nếu như mọi người